Chào mừng bạn đến với Thế Anh Sport. Đây là kênh YouTube của Thế Anh, chuyên quay giải, truyền hình trực tiếp các trận cầu lông phong trào và chuyên nghiệp tại Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ Thế Anh và đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi có giải đấu diễn ra nha. Thế Anh cảm ơn tất cả các bạn. Hãy để lại cảm nhận của bạn về trận cầu này dưới phần bình luận nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Hello, xin mời mọi người cùng đón xem trận thi đấu đôi nam. Phía gặp hình là cặp đôi Tuấn Anh Dương Thiều của Bắc Ninh và đối thủ của họ là cặp đôi Thế Phương và Thanh Hải của trường thể dục thể thao Hà Nội, hai thầy giáo. Xin mời các bạn cùng đón xem và mọi người hãy nhớ ấn đăng ký kênh YouTube để ủng hộ mình nha. Thì anh xin cảm ơn tất cả các bạn, đừng quên ấn đăng ký và ấn chia sẻ video này và like video giúp mình nha. Chiều đánh từ 2 giờ chiều nha người. Quay lại. Cô già. 30 26. Vẫn lên, sợ nhật. Nam mạnh nhất Việt Nam bây giờ vẫn là Tuấn Bích và Hồng Nam anh ơi. Xin phép mọi người cùng kết thúc cái live stream. Trên sân số 1 xin mời đôi Nam Việt và Duy Nam từ sân số 1. Thank you.
Các trận đấu tứ kết vào buổi chiều hôm nay bắt đầu vào lúc 14 giờ. Hello mọi người, chúng ta đến với trận đấu Hồng Nam cuối cùng buổi sáng hôm nay. Phía gần màn hình cặp đôi Đức Huy và Hồng Nam. Phía sau màn hình là cặp đôi Duy Nam và Văn Việt. Alo. Để động viên tinh thần thi đấu của các vận động viên thì hiện nay ban tổ chức quyết định là sẽ tăng giải thưởng lên là giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 15 triệu đồng và hai giải ba 10 triệu đồng, mỗi giải là 10 triệu đồng. Chiều nay sẽ trận những trận thứ hai, những người nào yếu hơn non hơn sẽ bị loại ra khỏi chơi. Chờ chị Phan Nguyễn giải đấu cầu lông badminton An Ninh Nhất Thực tổ chức bởi anh Quốc Việt, đội tuyển cầu lông Bộ Công an, quy tụ đến tất cả tay vợt mạnh nhất của cầu lông miền Bắc cũng như là đội tuyển hàng đầu của đội Việt Nam. Cầu ngoài có hai Đức Huy và mọi người trở lên đây Nguyễn Văn Minh, nếu mọi người thấy video này hay, livestream này hay thì nhớ cùng chia sẻ với nhiều người hơn nha. Rất nhiều người muốn xem những trận đấu như này, người ta còn không biết xem ở đâu cơ. Bên công an thủ dẻo quá, vẫn còn và cầu rất khó chịu khi mà chưa có cơ thể có một tình huống xử lý cầu tốt. Số 47. Ok, anh Trương Công Thái, đây là trận đấu cuối cùng của buổi trưa ngày hôm nay rồi, buổi chiều, buổi sáng ngày hôm nay rồi. Chiều sẽ bắt đầu đánh từ 2 giờ. Chào anh Bốp nha, chào tất cả mọi người nha.
chúng ta chào nhau một chút nào. Nói chuyện này chúng ta không được chào nhau trong buổi sáng ngày mai rồi. Là có ai muốn chào chúng ta chào nhau nốt nha. Cũng được. Rất hay dù. Còn được thì cầu ngoài rồi. Đúng không? Sao đi máy bay đi? Quay à? Chưa xác định cặp cứu kết anh Nguyễn Tuấn ơi. Cứu kết nó không phải bán kết anh ạ. Chiều sẽ đánh cứu kết. Bán kết và chung kết. Ok anh Kim Công Thái, cảm ơn anh đã giúp em chia sẻ live stream và ghi nhận cố gắng của mình. Em chào anh Trương Nguyễn Duy. Em chào anh Huỳnh Thuận nha. Đi. Đưa Đạt Ly, đưa Nam Duy, Đức Duy là phong trào. Hồng Nam là chuyên nghiệp. Người rất nhanh. Ở ngoài sân một chút. 26. Đôi Hồng Nam và Đức Duy cũng khá là cứng. Đức Duy đánh cầu rất an toàn và chắc. Rất chào anh Huỳnh Thuận. Xin chào anh cô Cương Cang Sa. Xin chào cô Hoàng Đỗ. Cảm ơn đã giúp con chia sẻ live stream. Xin chào anh Ton Kip Ton. Xin chào anh Ban Nguyễn, xin chào anh Bùi Hải. Cảm ơn anh Tú Nguyễn rất nhiều. Dương Kiều với Tuấn Anh đang đánh Minh Thiệu, đang đánh Trương Hải, đang vốn sâu. Chiều 2 giờ chiều bắt đầu đánh anh Tuấn Anh Phạm ơi, Tuấn Phạm Anh. Ok, anh ơi like lúc trận này, đông về Gia Lâm, đấu cơm chân một người thì không biết kịp đấu cơm không? Anh em thấy trận cầu này có hay không ạ? Anh em nếu thấy hay thì hãy đừng quên ấn like page và đăng ký kênh YouTube thì anh support của mình nhá. À, tiện thể thì anh em làm muốn đánh hay trong video ấy thì anh em hãy sắm cho mình một quả bóng tập tay như mình đang dùng rồi nhá. Thì quả bóng này thì tương đối là tốt, dành cho anh em mùa dịch này ở nhà tập. Cứ ngồi chỗ tập này khoảng tầm 5-10 phút đấy thì nó sẽ giúp cho tăng cái lực cổ tay rất là nhiều. Thì anh em nào quan tâm đến quả bóng này nhá thì có thể là cái bạn Zalo hoặc là gọi cho mình qua số điện thoại 0965698987 nhá. Dùng phê đó anh em ạ. Quay tiết mù luôn này. Ok nha anh em nhá. Nhớ nhá, nhớ hãy like page và ấn đăng ký kênh YouTube thì anh support của mình để ủng hộ mình nhá. Và em nào muốn tìm hiểu thật kỹ và muốn thử quả bóng tập tay này thì hãy liên hệ với mình qua Zalo hoặc là số điện thoại 0965698987 nhá. Ok, xin chào tất cả các anh em cầu lông.